Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh thầy bên kia, lại thầy lại đi bên này. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính thỉnh thầy ngồi và kính mời tất cả quý vị đồng an tọa. Dạ thưa thầy, thường thường thầy đi chính giữa, sao hôm nay thầy đi bên hông vậy thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thể theo lời thỉnh cầu của Hội Phật Học Đuốc Tuệ thì hôm nay thầy Hằng Trường đã hoan hỷ về đây để ban cho chúng ta một thời pháp. Thầy sẽ giảng về ly thế gian và phục vụ đời. Dạ thưa, và dạ, đây là một đề tài rất lớn và đây là một con đường chỉ cho chúng ta làm sao áp dụng được hạnh Bồ Tát để mình học từ trong kinh điển để mình thực hiện ngoài đời. Và ly thế gian là ly như thế nào và phục vụ đời thì nó sẽ giúp ích như thế nào cho chúng ta. Và hôm nay đó là bài pháp mà thầy muốn truyền trao đến cho tất cả Phật tử chúng ta. Để bước vào bài thời pháp, con kính mời bác Mật Như có đôi lời lên đến chào mừng thầy cùng tất cả quý vị ngày hôm nay. Dạ, con xin mời bác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị quan khách, các thiện tri thức, truyền thông báo chí và quý vị hội từ bi phụng sự, quý đạo hữu và anh chị em đúc tệ cùng toàn thể pháp hội. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 2016. Vào mùng 9 tháng 4 âm lịch là buổi pháp thoại thứ 262 và đề tài 161 của Diễn đàn Đuốc Tuệ. Con xin thay mặt ban tổ chức và tất cả anh chị em Đuốc Tuệ đảnh lễ cung nghinh thầy. Chúng tôi cũng vô cùng hoan hỷ kính chào sự hiện diện của toàn thể quý vị có mặt trong pháp hội hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, đề tài thuyết giảng của thầy hôm nay là ly thế gian và phục vụ đời. Một đề tài rất mới, nói lên hành trạng của người tu Đại Thừa Bồ Tát Hạnh. Khi nhận được đề tài này, với ba chữ ly thế gian, khiến tôi nhớ tới bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Bát Nhã như sau. Phật Pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác. Lìa thế tìm bồ đề, cũng như tìm sừng thỏ. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian. Tà chánh đều quét sạch, tánh bồ đề rõ ràng. Đó là lời nói của Ngài Huệ Năng. Còn thầy Hằng Trường thì lìa thế gian và phục vụ đời. Như vậy, là phá tà kiến, phá tà hiển chánh mà phụng sự chúng sinh, có nghĩa là phát tâm bồ đề thượng cầu hạ hóa, hành Bồ Tát Đạo. Năm nay thầy giảng cho Đuốc Tuệ 2 lần, hôm nay là lần đầu vào tháng 5, rồi ngày 11 tháng 9 thầy sẽ trở lại với diễn đàn này lần nữa. Xin vô cùng cảm tạ thầy về tình đạo và sự yêu ái dành cho chúng con.
nhìn lại sự thí pháp thì không năm nào đúc tuệ vắng bóng Thầy. Kính bạch Thầy, đạo hữu Tâm Cát, Nguyễn Trung Quân, một trong bốn trưởng lão của đúc tuệ, là người thường xuyên đến sinh hoạt với Thầy, có cho con hay là Thầy vừa ra cuốn sách mới nhất với đề tài là Ly Thế Gian, và ngày hôm nay Thầy cho mang tới để thính chúng thỉnh. Con chưa thấy sách và chưa được đọc, nhưng con nghĩ là trong đó sẽ chứa đựng nhiều chìa khóa cho Phật tử tìm ra tu giải thoát. Cũng với ba chữ Ly Thế Gian khiến con liên tưởng đến phẩm thứ 38 trong Kinh Hoa Nghiêm. Trước hai phẩm sau cùng là Nhập Pháp Giới và Bất Tư Nghỉ Giải Thoát. Sở dĩ con nghĩ đến Thầy là vì trong quá trình tu học, tìm tu học đạo, con đã từng được gặp Thầy qua những nét chấm phá về Hoa Nghiêm trong 3-4 tác phẩm Thầy đã xuất bản. Con đã nghĩ rằng Thầy là một pháp khí về Hoa Nghiêm, và biết đâu không phải là một tiền bối nào trong tông phái này mà tái sinh đây. Đúng không? Con không dám dài dòng làm mất thời gian của Thầy. Bây giờ để kết luận phần phát biểu hôm nay, con xin kính tặng Thầy cùng thính chúng một bài thơ có tên là Cùng Đi. Cùng đi là tất cả mọi người cùng có mặt ở đây và những bạn hữu duyên đều cùng nhau đi theo sự hướng dẫn của Thầy. Bài thơ như thế này: Thầy đi tìm cách cứu đời, ta đi theo cách của người thế gian. Cuộc đời thường lắm gian nan, cùng đi nên gặp không gian chốn này. Cùng đi mới gặp nhau ở đây đó. Sang ga mở hội hôm nay, đón Thầy đến nói pháp đầy trí bi. Cùng nghe bài pháp xả ly, một bài pháp mới lâm ly vô cùng. Thầy hàng trường, một cây tùng, đứng trên đầu núi vui cùng gió mây. Vậy vỗ tay. Từ bi phụng sự nơi đây, ta bà cứu khổ tràn đầy niềm thương. Thế gian này chính quê hương, về tâm tìm đấng pháp vương vô hình. Đó là chính Phật của mình, từ bi hỷ xả thắm tình đồng tu. Tu sao thoát khỏi ao tù, vào nhà chánh giác, vào nhà giác ngộ thiên thu niết bàn. Nam mô tự tánh chân tâm Phật. Kính tặng Thầy và quý vị. Dạ, xin cảm ơn bác Mật Nghiêm. Và tiếp theo là xin phải Thầy một vài phút để cho chúng con cùng thỉnh chư thiên, vì Phật Pháp luôn mang lại lời lạc cho tất cả chúng sanh. Và chúng con kính mời tất cả quý đại chúng cùng hộ thỉnh với chúng con. Và sau đó, sau phần thỉnh chư thiên thì chúng con sẽ mời Thầy bước vào bắt đầu thời pháp. Dạ, A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng cùng hồi niệm với chúng tôi. Kính thỉnh hàng thiên chúng dùng giới và sắc giới ở đỉnh núi Thang Đồng, hoàn cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa tiên ơi, hai đạo châu quân, cây cao hay rừng rậm, trong nhà hay ruộng vườn.
kinh thỉnh thần giả xoa, càn tháng bà long vương bận có tâm hiền thiền ở dưới nước trên bờ. Hoàn nơi không bằng phàng hiền đan chú không xa, xin vân tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mâu Ni. Xin các ngài lắng nghe, đã đến giờ thính pháp. Xin các ngài lắng nghe, đã đến giờ thính pháp. Xin các ngài lắng nghe, đã đến giờ thính pháp. Hello, anh Hiện ở đâu? Cảm ơn anh Hiện lên. Good afternoon các bạn. Các bạn khỏe không? Các bạn ăn no chưa? Các bạn hôm trưa ngủ đủ chưa? Các bạn uống nước đủ chưa? Các bạn đã cười đủ chưa? Chính chưa cả. Các bạn đã nhận sách chưa? Rồi, bây giờ đây mời anh Hiện lên đây nói chuyện với các bác một chút xíu. Cái này là anh Vũ Duy Hiện, anh thuộc cấp đại ca trong nhóm giang hồ Từ Bi Phụng Sự. Thầy xin giới thiệu anh Hiện là một trong những người mà học càn khôn tập linh mà xưa năm 2004, rồi xong rồi anh đi dạy, rồi xong rồi anh làm hiệu trưởng của cái trường huấn luyện dưỡng sinh. Thế mình nghe cái âm thanh hơi ồ quá, Huy. Âm thanh em nhờ em đưa giùm cho anh Hiện cái microphone. Thì anh Hiện hôm nay thì là nghe thầy nói là sẽ giảng về cái đề tài ly thời gian, thì anh Hiện có cái nhã ý là thay mặt Hồ Tiêu Hồng Sư muốn nói về bác vài lời và mình xin lắng nghe anh Hiện. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa tất cả đại chúng. Có tên là Vũ Duy Hiển, như thầy vừa giới thiệu thì cũng được theo thầy 12 năm nay rồi. Thì cũng có cái duyên được gặp thầy và được học pháp của thầy. Thì thưa đại chúng, là pháp thì mình học tới cùng, không lúc nào mà gọi là mình dám nói là mình biết được nhiều. Thành ra cái quá trình học thì nó không bao giờ nó ngừng cả. Thì chúng ta có cái may mắn là được thầy đã dịch và viết một số sách, thì cái đó giúp cho cái con đường học đạo của chúng con ở trong cái hội thì rất là tiến bộ. Thì con nghĩ là ở đây có nhiều người cũng đã biết thầy nhiều năm và cũng đã theo pháp thầy, thì cũng có được hưởng những cái lợi lạc về những cái chương trình dạy của thầy và những quyển sách. Thì kỳ này thầy có một quyển sách rất là mới, quyển sách một trong cái phẩm trong bộ Kinh Hoa Nghiêm đó, là cái phẩm Ly Thế Gian. Thì con xin phép thầy để con có cái quyển sách. Hôm nay con xin giới thiệu cho đại chúng cái quyển sách. Đây là cái phẩm Ly Thế Gian. Các bác thấy có đẹp không ạ? Quá đẹp. Quá đẹp, không những đẹp mà quý. Chứ không phải chỉ có đẹp không. Tại vì đây là cái phẩm rất là hấp dẫn, khi mà chúng con đọc rất là thích thú. Thành ra hy vọng đại chúng sẽ hoan hỷ đón nhận cái quyển này. Thì thầy có nhã ý là để thầy để tặng các quý vị ở đây, các bác ở đây, đại chúng ở đây. Thì con thấy cái điều này, con thấy là nếu mà chúng ta ở đây trong Hội Từ Bi Phụng Sự, chúng con mà có cơ hội để thay mặt thầy để giới thiệu và để đưa
đến từng người trong đại chúng ở đây, chúng con rất là có cái hân hạnh rất là lớn. Thành ra mình tặng các bạn nào mà không phải là anh em mình á. Dạ vâng. Không phải là chưa có người bạn nào. Dạ. Chưa có. Cái thứ nhất là các vị nào mà chưa có. Nhưng mà thầy nói các vị nào mà có rồi nhưng mà có ý muốn, rất có ý muốn để truyền đến những người khác phải không thầy? Không, thầy chưa nói câu đó. Thầy chưa nói câu đó. Nhưng mà thành khẩn thì chắc có thể cũng có thể được. Mà rồi anh Nam, bây giờ con nghĩ như vậy, bây giờ mình bây giờ mình đến lúc mình phạt, bây giờ anh hiểu phạt ra. Vâng. Mình đến này. Bà cứ giơ tay lên là mình cho những người nào bác giơ tay. Bác nào mà trong chưa có đó. Các bà cứ để giơ tay cho cao cao đó. Bác giơ tay cao thì những người của ở trong nhóm chúng con sẽ đến tận đưa tận tay các bác. Sẽ... Các bạn nào chưa có là các bạn đừng có sợ, các bạn chưa có là bạn cứ xin được hết. Dạ. Cảm ơn hiệp. Dạ. Xin cảm ơn cả đại chúng. Xin cảm ơn thầy. Dạ. Các anh em đừng quên là bạc Mật Nghiêm về là bạc Quân, mấy người anh em ở bên này nha. Các bạn cứ giơ tay hết, đừng có sợ. Anh em mình phạt lại lên để thầy giảng qua các bạn ơi. Các bạn phạt lại lên rồi. Nếu mà còn thiếu thì mình cứ lấy tên. Xin các bạn đem cho mấy bạn quan trọng bên này nè, VIP ngồi ở phía bên này các bạn này. VIP là mấy bạn quan ngồi phía bên hông đó. Đó, bên hông đó. Rồi, cảm ơn các bác đã tiếp nhận cái món quà của Hội Thi Bí Phụng Sự. Cái món quà này không phải của thầy này, là của anh Hiện và anh em trong Hội Thi Bí Phụng Sự, các bác chẳng phải của thầy. Thầy xin cảm ơn các bác đã nhận cái món quà, đã làm cho mình có cái cơ hội để mà được tặng quà. Bây giờ thì thầy xin bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay. Thì cái con đường mình ngày hôm nay đó là mình nói về cái đạo Bồ Tát. Cái đạo Bồ Tát đó thì nó có hai cái phần gọi là hai cái theme chính đó. Một đó là nó tự mình thì giải thoát, tự mình là giải thoát. Và cái phần thứ hai đó là mình giải thoát người ta, giải thoát chúng sinh hay là giải thoát tha nhân. Hai cái bộ phận này là gần như là mình thường thường mình nói là từ giác, và thứ hai là giác tha.
gần như là ai mình cũng hiểu được hai cái bộ phận này cả. Cái cuộc sống của mình á, thì thật sự ra mình lúc nào mình quan hệ với cái người khác cả. Mình làm cho mình là thế nào mình làm cho người khác. Bởi vậy cho nên cái đạo Bồ Tát là không phải là xa lạ gì. Cho nên mình thấy rất ít khi Bồ Tát đó là chỉ có làm cái một chuyện duy nhất thôi, sống một mình cho mình thôi, mà lúc nào cũng là vừa sống cho mình vừa lo cho người khác. Thì cái đạo Bồ Tát là như vậy, cho nên thầy mới biến lại cái đạo Bồ Tát này đó, thầy biến lại trong một cái phương thức đó, mà cái kinh Hoa Nghiêm này đó là giải quyết đó. Hay là mình nói là chủ trương. Thì kinh Hoa Nghiêm chủ trương rằng cái đạo Bồ Tát đó mình nên nhìn bằng hai khía cạnh, một là khía cạnh mình tự tu, hai đó là mình tu với người. Tại vì do mình tu với người đó thì mình mới có thể làm cho người ta giải thoát được. Thay vì nói mình độ người thì mình nói là mình tu về người. Thì cái vấn đề mà tự tu này đó là cái lúc mình gọi là nhân địa. Lúc mình nhân địa đó, lúc mình trồng cái nhân đó, thì như vậy đến lúc mà cái quả đó thì mình mới giải thoát được. Mình mới tự giải thoát được. Và do đó đó, cái nhân địa đó mình mới giải thoát cái tha nhân. Đó là cái triết lý mà căn bản nhất của cái nhân quả. Thì trong cái phần tự tu thầy mới vẽ một cái hình như vậy. Chắc là bạn có thể thấy đó, là cái người mình tự tu là cái người mình nhắm mắt lại là mình tu. Nhưng mà mình tu về người ấy, thì mình phải mở mắt ra. Và khi mình mở mắt ra ấy, thì rõ ràng là cái miệng mình cười và tay mình phải nắm về một người khác. Thì đó là cái triết lý mà căn bản nhất ấy, là mình khi mình tu về người ấy, là mình lúc nào mình chú ý cái quan hệ của mình với người khác. Thầy viết cái chữ như vậy các bạn có thấy được không? Thấy được bạn không? Thành ra là cái trọng tâm ấy, của cái chuyện mình tự tu và tu về người ấy, là hai cái này là một cái đề tài đó mà rất là quan trọng, mà nhiều khi nó đưa tới cái phấn phải. Cái phấn phải là có nhiều khi là mình chỉ có muốn tu một mình thôi, chứ mình không muốn giải thoát người khác. Hoặc là nhiều khi mình chỉ muốn làm việc thiện thôi, chứ mình không muốn đi tu hành. Và có những người thì sẽ nói rằng là khi mà con mà ngồi thiền một cái là con buồn ngủ liền, nhưng mà nếu mà thầy sai con đi phạt sách, con đi này nọ thì con mừng là con khoái lắm. Nhưng mà thầy kêu con mà xếp bàn mà ngồi đây là con ngủ liền. Thì cái xu hướng đó là rất là bình thường trong cái đạo, bởi vì là cái đó là cái xu hướng của con người của mình. Tại vì con người mình nhiều khi là mình có thể làm cái chuyện này mà không thể làm chuyện khác, nhưng không có nghĩa là mình không thể làm cái chuyện khác ở lúc khác được. Chỉ có cái lúc thôi, cái thời điểm thôi. Và cái chuyện mà mình tự tu và tu về người này nó cứ không ngừng là nó là một trong những cái động năng đó mà nó tạo ra không những là phấn phải mà tạo ra cái cá tính con người mình đó. Thì sau này có người thì họ người psychology thì họ nói ô có người là introvert lúc nào cũng nghĩ tới bên trong, mà extrovert lúc nào cũng là hướng ngoài cả. Nhưng mà cái khuynh hướng đó nó chưa đủ để nói rằng là con người của mình đó là nó cái đạo Bồ Tát là cái đạo hài hòa vô cùng giữa cái xu thế giữa mình và cái quan hệ của mình với người khác và chúng sinh. Thì sau này các bạn biết không, người ta bắt đầu tìm ra được đó là cái value meme sẽ là cái giá trị mà văn hóa trong người của mình đó. Thì người ta biết rằng là tại đó có những cái người đó mà họ thật sự là họ chỉ chuyên về tự tu thôi, họ nghĩ về mình nhiều vô cùng nhưng mà họ không phải ích kỷ nữa, mà có những người chuyên nghĩ về cái người khác mà không phải họ là vì họ thích người ta đâu. Và cái xu hướng đó đó nó đặc biệt như thế này các bạn này, là mấy cái người hồi xưa đó, cái người 5.000 năm trước, không biết là những người này là người ai, người nào họ trên trời ở đâu không biết, họ mới nói con người mình nó chia ra làm 12 cái dạng người. Là trong 12 cái dạng người đó thì họ bắt đầu chia ra đó là có cái dạng đó là thích ngồi yên tự tu, nhưng mà có cái dạng thích làm chuyện bên ngoài. Thì họ mới đặt cái dạng mà chỉ có thích một mình chơi một mình thôi đó, cái lúc mà họ nghĩ trước mình trước, không phải ích kỷ, chỉ nghĩ mình trước rồi mình nghĩ người khác sau đó. Thì họ nói là cái dạng đó đó là cái dạng đó mà nó có tên là con chuột. Cái dạng mà thích làm nghĩ tới người khác trước cái nghĩ tới mình đó, người ta gọi là con trâu. Rồi có cái dạng đó là nó nghĩ tới mình nhiều, con dần. Con mạo là con chi hả? À, con mèo. Tỷ sự dần mạo, con thìn, con tỳ, nhưng mà con ngọ ở bên này, con mùi bên này, con thân, con dầu, con tuất và con heo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái này là cái cách mà thông thường mà không khoa học nhất.
Nhưng mà nó cho biết đó, là cái sự suy nghĩ của người xưa là người ta biết rằng đó là có cái nhóm người đó là họ nghĩ tới mình trước là nghĩ tới người khác sau, có nhóm người nghĩ tới người khác trước mà nghĩ mình sau. Cái này thì nó có tính chất mà mình gọi là nghĩ tới người khác trước, sự ngò mùi dầu tuất hợi. Và cái nhóm mà nghĩ tới mình trước là tỷ dân mạo thiên tỷ thân, nhưng mà không có nghĩa rằng là mình ích kỷ. Nó chỉ nói rằng là cái core values của mình, cái giá trị quán của người mình là nó thúc đẩy mình nghĩ tới mình trước. Chứ không phải là gì. Bây giờ các bạn có thể nào mà giơ tay, những bạn nào mà tuổi sửu ngọ mùi dầu tuất hợi, giơ tay có thể xem cái bàn tay của bạn nó to cỡ nào. Đây, ôi chà. Rồi, các bạn thấy là gần một nửa. Rồi những vị còn lại tỷ dân mạo thiên tỷ thân, xin các bạn giơ tay lên. Rồi, có cái bạn nào, cảm ơn các bạn một nửa. Có cái bạn nào không thuộc 12 con giáp xin giơ tay. À, có hai vị, có ba vị không thuộc 12 con giáp. Có ba người không thuộc 12 con giáp. Thì thưa các bạn, đó là cái sự suy nghĩ đó nó chưa khoa học. Nó chỉ là một cái, mình gọi là một cái cách mà họ phân loại, nhưng mà chưa phải là một cái khoa học. Nhưng mà từ đó, bây giờ đó, thì người ta bắt đầu nghĩ cái sự phức tạp của cái cá tánh, nó không thể nào mà chia ra lại cái loại như vậy được. Người ta nghĩ à, tại trong con tỷ nó cũng có con sửu, mà trong con sửu cũng có con dần trong đó, tức là cái tánh nó phức tạp vô cùng. Thì cái sự suy nghĩ đó đưa tới con đường Bồ Tát Đạo cũng phức tạp vô cùng. Con đường Bồ Tát Đạo nói rằng là hai cái chuyện, cái bên tự tu và tu về người, hai cái chuyện đó nó phức tạp lắm, chứ không phải nói là thế nào cũng người ta muốn tu. Còn những sư cô này thầy hay lắm. Thưa thầy, con chán đời quá, mấy con xuất gia. Con xuất gia rồi đó, thì con tưởng là con xuất gia là con thanh tịnh, con vô con chùa, con thầy tạng không thanh tịnh đấy. Thì con lên núi con tu. Lên núi sau 3-4 năm rồi đó, thì là, cái này chuyện thiệt các bạn. Sau con ở mấy năm rồi, không phải 3-4 năm nhiều không. Thì con mới cảm thấy là bây giờ là con muốn đi đổ đời. Thầy hỏi, ủa, tại sao mà con nghĩ đi đổ đời? Rồi sau khi mà con thanh tịnh rồi, con mới thấy là mình cần chia sẻ sự thanh tịnh đó. Ở cô xuống lại. Cô xuống lại để mà đi giúp đời. Thì giúp đời hồi là cô là nói với thầy. Thầy, con sau khi ở 4 năm ở đây rồi, con thấy, u chơi là chán quá, con lại muốn lên lại trên núi. Nhưng mà các bạn thấy là cái xu hướng nó phức tạp. Nó bởi vì là mình, nhiều khi là mình muốn tự tu, rồi mình tù tu hồi rồi. Thì giống như là thầy mình bắt đầu, mà mình chán, rồi mình bắt đầu mình muốn mở ra. Nhưng mà cái sự suy nghĩ đó là chưa chính xác. Thì trong Đạo Bồ Tát đó, trong Kinh Hoa Nghiêm thì nó giải thích cái xu hướng nó rất là hay. Họ mới nói như thế này nè các bạn nè. Cái xu hướng đó, nếu mà bạn mà cầm cuốn sách này lên đó, thì bạn sẽ thấy là cái xu hướng mà cục sư cô đó, vừa trả nói đó là nó ở trong cái trang 100, à xin lỗi, trang 615. Trang 615, nếu bạn mở trang 615 đó, thì bạn sẽ thấy cái hình mà nó có mấy cái tam giác, một cái hình nón mà nó chạy ngược như vậy. À, thì tại ra đó, cái xu hướng đó, con người của mình đó, cái phần tự tu đó, là cái phần mà xu hướng mà cái mũi tên đi lên. Rồi xong rồi mà mình đi lên rồi thì mình mới phát triển, làm sao mà mình phát triển cái chiều ngang tu với người ta, dạy người ta. Thì thầy vẽ cái mũi tên này là màu đỏ, các bạn thấy dễ thấy như. Xong rồi hồi rồi đó, thì tại ra là mình lại tiếp tục đi lên nữa. Mà đi lên này đó thì mình lại mở ra một cái vòng tròn mới. Rồi xu hướng chiều ngang, xu hướng chiều dọc. Tức là bạn quay cái tay cái thầy, bạn thấy cái vòng tròn thầy thế này nè. Từ đây nè, cái chỗ này đó, thì nhiều khi sư cô này đó, chứ không, con tu mình lên rồi đó. Thì tự nhiên cái tâm thức của mình tới đây rồi đó, thì mình thấy mình không có vui nữa, mình kẹt đi. Thì mình lại mở rộng mình ra, mình giúp người này, người nọ làm hồi, rồi đó. Tự nhiên mình tới cái chỗ mình không muốn tu thêm được nữa, hết rồi. Rồi mình lại phải đi lên đây một chút nữa, rồi mình lại mở ra, rồi mình lên chút, mình mở ra. Thì cái hình nón là như vậy đó. Thì tại ra cái xu hướng mà quan trọng nhất đó là cái xu hướng mà không ngừng mà thay đổi để làm sao đó, mình không ngừng đi lên và không ngừng mở rộng ra. Cái xu hướng này đó có thể là cái xu hướng rất là quan trọng trong cái Đạo Bồ Tát, và nó là cái xu hướng mà đời bây giờ đó, người ta tin rằng đời bây giờ là ai, tức là cái thời đại bây giờ đó, những cái nhà mà nghiên cứu về nhân chủng học, triết học, xã hội học, tâm lý học, mà nhất là khoa tâm lý học mà mới nhất của thời đại bây giờ đó, họ tin rằng đó là cái xu hướng thật sự của con người của mình. Là con người mình là không có chạy thẳng đường lên đấy bạn. Mình lên rồi mình mở ra, thì mình lên thì mở ra tiếp, mình lên thì mở ra tiếp, mình lên thì mở ra tiếp. Và đó là một cái journey, một cái hành trình rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Và nếu các bạn mà nhìn lại rõ hơn một chút nữa, thì các bạn thấy là con người mình
khi mình làm việc bên ngoài hồi rồi, cả ngày mình làm việc suốt rồi, thế nào bạn cũng muốn ngồi im lặng. Im lặng hoặc là bạn nằm bạn ngủ. Nhưng mà rồi xong rồi im lặng rồi đó, bạn chiều cũng nổi, bạn đi điện thoại nói chuyện lung tung, xong rồi đó, là thế nào bạn ngồi im. Uống ly bia, uống ly bia đã rồi say rồi thì làm sao rồi bạn? Ngủ, ngủ xong làm gì bạn? Dậy nói tiếp. Tức là mình không ngừng thay đổi giữa hai cái trạng thái động về tịnh, mà không ngừng thay đổi giữa hai cái trạng thái là mình tự tu về người, mình tự mình quay lại về chính mình, xong rồi mình ra về người khác. Cái rất là dễ hiểu, nó không có cái gì khó hiểu cả. Nhưng mà đem nó vô trong một cái phương trình đó, để cho mình thấy cái sự phát triển của người của mình đó, là một chuyện rất là khó. Và cái kinh Hoa Nghiêm đó, là có thể là một cái kinh đầu tiên đó, mà nói tới cái quá trình đó, tiến hóa đi từng phần của con người của mình. Và cái sự tiến hóa này đó, trong kinh Hoa Nghiêm đó, nói rất là lý thú, là bởi vì trong một cái bộ phận, thì dù ở dưới này thì họ nói là lúc này lúc phát tâm, lúc này lúc mới phát tâm cái chỗ điểm này, mới phát tâm ra. Thì mình lên cái phần này thì họ gọi là cái thập trụ, họ gọi đặt cái tên vậy thôi. Nhưng mà họ nói rằng là mỗi cái thành phần, mỗi cái vùng mà tâm mình phát triển là nó có thể đo đạt được, nó có thể thấy được, nó có thể biết được. Đó, từng phần con người mình từng phần mở ra. Cho nên cái xu hướng, cái bác chỉ nhớ sau khi cái bài này rồi, bác về nhà đó, bác chỉ nhớ một điều chuyện duy nhất thôi là ngày hôm nay là mình học đó, là có một mũi tên đi lên và một cái vòng tròn đó mà nó bao bọc lại. Thì bác chỉ nhớ chân đó thôi đó, thì coi như là cái bài hôm nay là bác đã nghe xong rồi. Bây giờ đây, nếu bạn nói thế thầy, nhưng mà nếu như con sợ con về nhà con quên đó, thì bây giờ không biết con phải làm sao mà cho nhớ ra được. Thì đây, thì có một cái vị Phật, ngài tên là Tỳ Lô Giả Na Như Lai. Không biết các bạn có biết cái vị này không? Có người nào chưa từng nghe cái vị Phật này xin giơ tay lên. Rồi, mấy bác chưa từng nghe thì giống với thầy giống nhau. Thì cái vị này là cái tên Việt của cái chữ là Vairochana Buddha. Thì cái vị này đó là tượng trưng cho, gọi là cái quang minh biển chiếu, tượng trưng cho cái mặt trời. Cho nên mình dịch ra tiếng Việt đó, mình gọi là việc Phật Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai, Đại Nhật là cái mặt trời lớn. Thì bây giờ bạn nói thưa thầy, cái hình vẽ này này, cái hình vẽ hình vẽ này, đâu rồi không biết đây. Hình vẽ này mà con sợ mà con quên nên con không nhớ, thì bây giờ làm sao mà thầy dạy cho con nhớ được cái hình vẽ này đó. Thì thầy chỉ cho bạn nghe. Bạn lấy ngón tay phải, bạn chỉ nó như vậy. Thầy ngón tay phải không? Rồi bạn làm chưa? Mày bạn đưa ngón tay phải ra. Rồi. Thì bạn lấy cái tay trái này. Bạn làm thành cái vòng cái gì? Cái vòng tròn cái này. Rồi. Cái vòng tròn trong đó đó, bạn để như vậy. Cái vòng tròn trong đó đó là cái ngọn trỏ, cái ngọn út đó, thì nó nằm cứng, nhưng mà càng lên cao thì nó càng mở ra. Rồi chưa? Thì thưa bạn, cái này gọi là ẩn Đại Nhật Như Lai. Và bây giờ đó bạn nói cho thầy, nhưng mà con không hiểu là cái ngón tay cái nằm đâu. Nếu bạn để ngón tay cái mà xúc chạm với là cái ngón tay giữa này đó, cái ngón này đó, mà xúc chạm đến đây này, bạn thấy không? Thì có nghĩa rằng bạn đang kết cái ẩn Đại Nhật Như Lai mà đang làm cho cái sự phát triển của tâm thức mình nó càng ngày nó càng mở ra. Khi mà hai cái ngón cái này và ngón tay trỏ đó mà nó chạm vào nhau này, tức là nói rằng cái động năng mà tiến hóa nó không ngừng đi lên, thứ hai là chạm vào nhau. Rồi cái vòng tròn đấy là cái bàn tay mà còng lại đấy đó, là nói rằng đây là những cái vòng tròn xung quanh. Thế bây giờ thầy vẽ hình lại cho bạn nghe một lần thôi này. Đây là cái vòng tròn đi lại, đây là cái động năng mà tiến hóa. Cái động năng này đó mình gọi là vertical transformation. Động năng mà tiến hóa và nó transform, nó làm cho mình thay đổi từng tầng tâm thức. Nhưng mà cái vòng tròn cái bàn tay sau này đó là những cái vòng tròn này. Đây là những cái vòng tròn này nè. Và cái ngón tay cái của bác đó mà bác xúc chạm vào đấy đó, có nghĩa rằng là nói rằng cái vòng tròn đó và cái mũi tên, mình không thấy cái này nè, hình này nè, không thấy rõ cái màu sắc này, là nói rằng đó là cái vòng tròn này đó và cái đường thẳng này, cả hai luôn luôn tiết hợp với nhau và không ngừng mở ra. Cho nên đó, nếu mà bác cảm thấy là ô cái này, cái ẩn này có vẻ phải là quý báu, phải là không, nhưng mà cái ẩn là cái gì, là một cái biểu tượng quan trọng nhất của
cái ngôn ngữ thân thể mà Đức Phật làm, cho nên cái bà cầm tay ngọc thì phải là như vậy phải không? Rồi chưa? Bà lấy cái tay này này, rồi chưa? Rồi bà để ngón tay cái, ngón đầu tay cái chạm vào ngón tay 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 trỏ, rồi bà cong lại, bà cầm lại. Mỗi lần bà ngồi như vậy, bà làm thì bà nhớ sao? Ồ, bây giờ tôi đã sẽ tu hành mà như Đại Nhật Như Lai, là lúc nào tôi cũng tiến hóa cả, cái đồng tăng tiến hóa lúc nào tôi cũng lên cả, và lúc nào đó tôi cũng có cái xoắn trôn mà tiến hóa. Thì cái vòng mà đi ngang đây này là cái vòng mà mình gọi là đại bi. Cái vòng này là đại bi. Còn cái đường thẳng mà đi lên đó, thì mình có cái tên rất là đặc biệt, mình tên là đại trí. Bi và trí là hai cái mà nó không ngừng khai mở. Các bác nghe bạn dễ hiểu không bạn? Quá dễ hiểu đúng không? Các bác làm được không? Rồi. Thì tại ra là mình tu là mình làm sao mà mình lên chuột mở ra chuột, lên chuột mở ra chuột, lên chuột mở ra chuột. Nhưng mà 2000 năm trước thì Đức Phật nghiệm ra cái chuyện đó, nhưng mà Ngài cảm thấy là bây giờ không biết làm sao mà nói về chúng sinh, tại vì cái thời đó không ai mà vẽ cái hình này, cũng ai vẽ cái mũi tên này. Thế nên Ngài làm một cái động tác rất là tế nhị, là cái tay này và cái tay kia chùm lại, hai cái đầu ngón tay chùm lại. Ngài nói đây này, bây giờ hỏi ta tu là cái gì? Thì ta tu đây này, ta tu là tu cái sự tiến hóa không ngừng, và cái đó chính là tu cả đại trí và đại bi. Và đây gọi cái ấn này gọi là ấn Đại Nhật Như Lai, Đại Nhật Như Lai ấn. Rồi, thì hôm nay ít ra là cái bạc mà không có cái gì để mà học thì bạc học cái ấn này thôi. Thì lúc nào bạc về đó, bạc đừng có sợ, ôi con kẹt ấn, không biết ma quỷ nó phải hay không. Không, bạc đừng nghĩ đây là cái ấn, bạc nghĩ đây là một cái dấu hiệu, một cái biểu tượng để cho mình nhớ là mình phải tu kiểu nào. Cho nhiều khi đó mình không nghĩ tới cái chuyện là mình không, cái mũi tên này, cái mũi tên mà giữa đó mình không nghĩ tới là mình phải tiến hóa. Thì mình tu trật đi. Hoặc là mình nhiều khi mình không nghĩ ra là mình phải mở cái lòng đại bi ra, thế nên mình ra trật đi. Thế nên khi bạc hiểu được như vậy rồi thì tự nhiên là bạc thấy là ồ, tại ra cuộc sống của mình đó, nó có thể mình có thể làm được hai chuyện này cùng lúc.